Em Hòa xin mến chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Và hiện tại em Hòa đã đứng ở vị trí của đất thị trấn Chư Sê. Và hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị chúng ta được một lô đất có tổng diện tích là 7.350m2. Và gia chủ đã trồng được hai loại nguồn thu, đó là tiêu này, một vườn tiêu và một vườn cà phê. Trên đất là có một căn nhà rẫy, có giếng, có điện 3 pha. Đất của chúng ta là đất thuộc thị trấn Chư Sê nha quý anh chị. Từ cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến con đường Tránh Đông của huyện Chư Sê là chỉ có 300m. Và di chuyển ra đến tất cả mọi tiện ích của huyện Chư Sê, bán kính chỉ có 2km đổ lại thôi quý anh chị, là quý anh chị chúng ta ra đến quốc lộ nha quý anh chị, quốc lộ 14A. Còn di chuyển ra đến con đường Tránh Đông, con đường Võ Nguyên Giáp của thị trấn Chư Sê là chỉ có 300m. Đường thì ô tô đi được nha quý anh chị, ô tô bán tải đi được. Hiện tại gia chủ đã trồng được 750 cây tiêu đẹp như thế này là đang cho thu nha quý anh chị, và 420 cây cà phê đang cho thu. Đó, hai loại nguồn thu với thế đất là triền nhẹ. Chất đất này quý anh chị này, chất đất đỏ ba gian. Lô đất của chúng ta là hàng rào ranh giới rõ ràng nha quý anh chị. Đây, hàng rào ranh giới rõ ràng. Lô đất của chúng ta là một hình chữ nhật luôn quý anh chị nhá, rất là đẹp. Và nó ôm theo cái mặt đường đất nha quý anh chị, là được hơn 60m. Tiêu của quý chị, tiêu rất là sai nhé quý chị. Và với mức giá bán cho tổng diện tích lô đất này là 1.600.000.000 nhé, gia chủ bao sang tên thuế phí cho quý anh chị chúng ta. Lô đất của chúng ta là đất thuộc thị trấn Chư Sê nên nó có một cái mức giá khác nha quý chị, khác so với đất xã. Thì đất này là đất thị trấn Chư Sê này, vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ, đã có nguồn thu, điện nước, nhà rẫy nha quý chị, đường đi lối lại thì thuận tiện nha quý anh chị. Tiêu rất là sai. Lô đất của chúng ta thì nó đã có cà phê này, có điện 3 pha, có giếng tưới đầy đủ. Đó, với mức giá là 7.350m2, mức giá là 1.600.000 nha quý anh chị. Cà phê là cà phê tơ ạ. Đó, 420 cây cà phê như thế này. Đây, trên đó là có một căn nhà này. Đó, đi thẳng lên đây là ra con đường Tránh. Đứng đây là quý anh chị chúng ta nghe thấy đó, tiếng còi xe là nha quý anh chị. Cà phê thì nó rơi vào khoảng năm thứ 6 rồi quý anh chị, năm thứ 6, năm thứ 7. Thì đất triền nhẹ rất đẹp. Ở đây quý anh chị chúng ta có thể làm một cái mô hình nhà yến nhé. Nhà yến ở đây thì rất là đẹp, tại vì dưới đuôi này là sẽ có suối này, có ruộng nha quý anh chị. Khu vực này thì cũng nuôi yến rất là nhiều nha quý anh chị, khu vực ở huyện Chư Sê, đặc biệt là đoạn đường Tránh nha quý anh chị. Ở đây thì nguồn nước là đảm bảo để quý anh chị chúng ta tưới quanh năm, tại vì cái khu vực gần cái con đường Tránh như thế này là nguồn nước sông suối là rất là nhiều, cũng như là ruộng lúa nha quý anh chị. Đó, cà phê này quý anh chị. Đây có giếng nha quý anh chị. Có giếng này, một cái giếng đào. Có một căn nhà rẫy. Đây có cổng này, cổng rào ranh giới rất là rõ ràng rồi quý anh chị. Đường điện 3 pha đầy đủ nhá. Đứng đây thì có thể nhìn thấy một cái view cũng rất là đẹp này quý anh chị này. Đó, dưới đây toàn bộ ruộng lúa cũng như là suối. Đó, bên này là vườn tiêu và cà phê trồng riêng với nhau. Cà phê thì cũng khá là sai, 420 cây nha quý anh chị. Đó, là quý anh chị chúng ta quan tâm thì liên hệ cho em nhé, em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo và dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế. Và cũng xin là phép kết thúc video của mình tại đây nhé. Xin cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi hết video của em.